mời các bạn nghe tiếp phần 14 Câu chuyện của nàng thê Chuyện dài của nhà văn Võ Thị Xuân Hà Giọng đọc tác giả Tôi trở lại tâm thức của công chúa Ngọc Đảo May mắn thay tôi nhìn lại được cha mẹ Những người đã sinh ra tôi ở kiếp này Sẽ là thừa thãi khi mô tả về đức phụ vương dũng mãnh và đức mẫu hậu hiền thục đẹp tuyệt trần tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi được làm con gái của họ tôi thiêm thiếp trên chiếc giường của thiên xuân hoàng hậu đã ba ngày ba đêm đức vua bạch mã cho chuẩn bị đầy đủ lễ vật của một chàng rể chàng cưỡi con bạch mã được khoác một bộ yên cương mới cùng kiệu hoa và đoàn tùy tùng ra khỏi hoàng thành vào sáng sớm. Tôi nằm trên kiệu hoa, bướm vàng bướm trắng bay dập dờn xung quanh kiệu. Xung quanh kiệu hoa là mùi thơm tỏa dịu dịu. Có cả những con chim chích bụng vàng, những vành khuyên trèo bèo, còn có cả một cánh bay của bách thanh với bộ lông màu nâu tiếng hót líu lo của những con chim nhỏ xinh lọt vào tiềm thức khiến tôi bừng tỉnh và biết được chàng đang đưa tôi về vấn lễ tạ cha mẹ. Ngọc Đảo là một vương quốc trồng dâu nuôi tầm và dệt lụa tơ tầm nổi tiếng. Đức vua mới lên ngôi là em họ của Đức vua Long Hải. Ngài và Hoàng hậu là những người hiền từ cùng với ba hoàng tử và một công chúa họ là những người thân của tôi con đường tơ lụa đã được thiết lập nên giờ đây vương quốc quê hương tôi tưng bừng giao thương trên bến dưới thuyền nhộn nhịp hoàng cung ngọc đảo mở tiệc đón chào công chúa ngọc đảo sống sót trở về và đón chào chàng rể đúng như mô tả của bất cứ sứ thần nào về vẻ đẹp và sự chắc việt dũng mãnh chúng tôi dâng hương lên phụ hoàng và mẫu hậu đức vua mới ông chúa họ của tôi làm lễ tạ ơn trời đất và đích thân dỡ bức linh vị tên tôi cho dọn sạch bệ thờ công chúa tôi thức tỉnh đi giữa hoàng cung của vương quốc Ngọc Đảo. Thức tỉnh thăm lại nơi mình đã sống những ngày đẹp nhất bên cha mẹ. Đi phía sau tôi luôn là hai cung nữ đã chăm sóc cho tôi từ những ngày đầu. Không hiểu sao, tôi thấy cả hai có nét gì đó vô cùng quen thuộc. Giờ đây, tôi đã hiểu hết tất cả những gì mà tôi đã phải trải qua tôi đã nhớ lại tất cả. Tôi bồi hồi nhớ lại con tàu ước vọng và những ngày chập trùng trên biển, những ngày cuối bên cha mẹ, những ngày cùng chàng đứng trên bong tàu, ngắm bình minh và hoàng hôn. Đức vua Bạch Mã đã cho thu hết bộ tranh vẽ những kỳ nữ của xứ Hoa Xuân nổi tiếng luyện thép và chế tác đồ mây tre chàng quỳ trước Thái Hậu. Kính mẫu hậu, người hãy ban cho chúng con cuộc sống một vợ một chồng như những nhà thuyền trài dưới sông kia. Thái Hậu trao mày, ta sinh con ra vào một đêm giá lạnh, ta giữ được sự sống của con giữa bao toan tính. Ta cũng không biết vì sao lại thương quý hoàng hậu như con đẻ của ta. Có lẽ vô lượng kiếp trước ta mắc nợ nàng ấy. nhưng con ạ, à, cho dù thế nào, dù cho ta và con có yêu thương hoàng hậu đến thế nào, thì con vẫn là một đức vua. ta chỉ cho con thời hạn một năm, một năm thôi. các con hãy sống bên nhau tận hưởng trọn vẹn một năm, chỉ một năm thôi. tôi vừa ở ngoài vườn thượng uyển bước vào thiên lệ cung đứng ngay phía sau bức rèm nên đã nghe chọn những lời của đức vua và thái hậu từ cổ trí kim tôi chưa đọc được một quyển tự nào có mô tả việc một đức vua không lập phi dù thế nào tôi cũng đã là hoàng hậu của vương quốc này tôi không thể để mặc đức vua với những đặc ân mà chàng dành cho tôi. Tôi liền cho gọi Trác Hoàng, giám hộ ngự quân, người dạo trước có công tìm ra tôi và đưa về cho đức vua. Ta nghe nói trước đây nhà ngươi có quen với một họa sư. Hắn liền quỳ dạp xuống, dập đầu. Kính hoàng hậu, từ khi được nhà vua tin cẩn, giao cho trọng trách, ta đã không còn giao du với những kẻ sĩ. Tôi xua tay, người học chữ viết chữ, kẻ họa tranh, người cầm ca kẻ sướng nhạc. Tất thảy từ nay, những kẻ sĩ ấy đều là thượng khách của Hoàng Cung Hoa Xuân. Ngươi nghe rõ chưa? Xin Hoàng Hậu tha tội. Đứng lên đi, nhà ngươi hãy đưa ta đến gặp vị họa sư đó tôi báo với đức vua tôi cần xuất cung để thăm thú kinh thành những nơi chế tác đổ mây tre tinh xảo tôi cũng có thể đem kỹ thuật dệt lụa của ngọc đảo cho phường đan mây tre của hoa xuân để tạo nên những sản vật tinh xảo Chắc Hoàng đưa tôi đến một trang trại nhỏ cách xa kinh thành. Trên đường đi, hắn hỏi tôi. Kính Hoàng hậu chẳng hay người cần gặp vị họa sư bạn ta có việc gì. Tôi đáp, nhà ngươi chỉ việc đưa ta đến đó, không được cho hoàng thượng biết, cũng không được nói cho họa sư ta là ai. Tôi che mặt bằng chiếc khăn von trắng. Họa sư còn rất trẻ. Khi tôi bước qua bậc cửa, được đắp bằng đất sét một giọng trầm ấm vang lên sáng nay chim oanh báo cho ta biết sẽ có một bậc kỳ nữ bước vào căn lều này rồi gã tung người xoay một vòng như thế dùng kiếm thuật múa một khúc đàn cầm là gió ngây thơ cô độc là sao lấp lánh u huyền mỉm cười bên cỏ dại đất đen nước mùi hương xạ giới tôi nói ngay ý định của mình ta cần họa sư vẽ cho ta ba bức tranh tố nữ theo mô tả của ta tiếng đàn ngưng bật tiếng bút vẽ loạt xoạt được dở ra tiếng họa sư vừa đủ nghe trong không gian tịch mịch không có tiếng chim chóc, ngay cả gió cũng lặn đi đâu mất. Mỗi bức nuôi ta bốn tháng, chắc khoảng bấy giờ mới mở miệng. Nhà ngươi chớ có ngông cuồng. Tôi bảo, ta đồng ý. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ, tả từng gương mặt cho họa sư phóng bút gương mặt thứ nhất thủy mạc gương mặt thứ hai cung nữ nước trang từ vô lượng kiếp trước nay là cung nữ tên tuệ thi gương mặt thứ ba cung nữ nước trang từ vô lượng kiếp trước nay là cung nữ tên mẫn thi là tôi đã nhận ra họ hay tiềm thức của tôi bật nhớ ra họ tôi cũng không rõ nữa. Đó là hai cung nữ vẫn luôn đi bên cạnh tôi, chăm sóc tôi trong hoàng cung của vương quốc Hoa Xuân. Họa sư ngồi lặng lẽ trong cây góc tối, gã chỉ khẽ cựa quậy mấy ngón tay thon dài. Rồi buông câu, ta hẹn ba ngày. Tôi chào họa sư, quay gót vừa bước đến cái khoảnh sân trước nhà bỗng nghe như có tiếng gió thổi họa sư buông nhẹ câu kỳ nữ xin dừng bước một luồng khí rất mạnh thổi tạt ngang tai hất tấm van che mặt tôi họa sư bỗng chắp tay quỳ xuống nền thềm lạnh lẽo thiên sân hoàng hậu thiên tuế ta đã được nhìn thấy đôi mắt nàng Chắc Hoàng hoàng hốt Đỡ cho họa sư một mạng Thật ngông cuồng Đức vua Bạch Mã Chuẩn bị cho mùa săn năm nay Chàng vẫn nhớ lời hẹn Vào ngày đại hỷ của chúng tôi Ta sẽ đặt nàng lên lưng con Bạch Mã Cùng ta vào rừng Đuổi theo những con thú nhỏ Tôi khẽ nhắc chàng Thiếp không muốn chàng giết bất cứ loài thú nào trước mặt thiếp. Chàng cười, nàng có thể chàng tấm khăn van hiền thoại. Phải, sao ta cứ nhớ đến nàng vào giây phút ấy, khi ta nhìn thấy nàng thật sự còn sống trước mắt ta. Dù nàng có che trăm ngàn lớp vải, ta vẫn nhận ra nàng. Khi ấy ta muốn lao đến ôm nàng thật chặt, nhưng khi ấy Nàng đã quên ta rồi. Nàng đã quên hết. Chàng nói câu cuối như một cậu bé, dỗi dằn. Mưa xuân ánh màu bằng bạc trên mái chuồng ngựa. Con bạch mã dậm dịch gõ móng xuống sàn, như muốn lao ra ngoài đồng cỏ, ướt đẫm mưa mù. Tôi chạm tay vào vặt áo ngựa óng sắc vàng của chàng như nhớ ra một con tàu đang lướt trên sóng biển nhớ ra chàng với mái tóc bồng lên cùng gió nhớ ra cha mẹ với niềm kiêu hãnh của những đấng sáng tạo nhớ ra tôi với bộ váy áo được may bằng lụa thiên sa chỉ có hàng tộc mới được phép mặc lớp lụa mỏng tang chảy nuột nà theo mỗi cử động tạo nên dáng hình uyển chuyển và xa vợi giữa biển khơi. Ánh mắt chàng như đang bay theo những hạt mưa phủ khắp kinh thành. Ta muốn nàng giúp ta chăm lo các phường mây tre, ta sẽ đôn đốc việc của phường chế thép. Ta định cho dỡ bỏ hết các quai đê, cứ để cho mùa lũ nước sông dâng ngập khắp kinh thành. Khi nước sông dâng lên, sẽ mang theo sản vật và phù sa tưới vun cho cây cối. Nước ngập lẽ tất nhiên người dân sẽ phải chịu khổ. Chúng ta phải có kế hoạch di dân. Nhưng nếu không có phù sa, con cháu ngàn đời sau sẽ chỉ sống trên lớp đất bạc màu, núi và quạng cũng không được bồi đắp. Nàng thấy sao? Tôi đáp, "Thưa bệ hạ, Thiếp thấy đây là một kế hoạch mạo hiểm. Nhưng để làm bạn với thiên nhiên, chúng ta phải biết đón nhận món quà của thiên nhiên. Rồi tôi quyết định thưa với đức vua, "Hãy bớt đi săn được không?" Thiếp sợ. Chẳng xúc tôi lên lưng ngựa, giật dây cương cho bạch mã lao vút đi. Những cánh rừng thưa lấp lấp vụt qua. Gió rào rào hai bên tai. Ta sẽ nghe nàng, sẽ không cho săn thú rừng, sẽ không có mùa săn, là tập tục ngàn xưa của tổ tiên. Thay vào đó là những buổi luyện tập cung nỏ và mở mang các lò luyện võ. Cảm ơn nàng đã làm hoàng hậu của ta. Đức vua liền cho gọi vị tổng thái giám ban lệnh thay cho mùa săn năm nay bằng một đại lễ cúng trời đất cầu mưa thuận gió hòa chuẩn bị bút mực cho ta soạn chiếu thư chiếu vua ban xuống khắp các châu cho phá hết các quai đê năm ấy vương quốc hoa xuân mưa thuận gió hòa nhưng lòng người chưa thuận một vài nhóm chống lại lệnh phá đê của nhà vua. Họ cho rằng đức vua còn non trẻ nên ngạo mạn với đất trời, coi thường mạng sống của người dân. Nếu không có đê chắn, người dân sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy không thể kể xiết. Lính triều đình đã được phái về các nơi, dùng các biện pháp giải thích về mặt tự nhiên, kêu gọi các quan lại chức sắc và người dân hợp tác nhưng có một số nơi không dẹp được đã có quan triều đình đặc phái về địa phương bị giết nguy cơ nhiều thế lực lợi dụng tình hình gây áp lực khống chế triều đình đức vua ban chiếu dẹp yên lòng dân bắt loạn quân đưa về triều sử nghe đâu đội ngự quân của trác hoàng đã bắt được những kẻ đầu sỏ chống đối đang giải về xử tội Đức vua đưa tôi lên lưng bạch mã ra ngoài cổng thành để đến trường xử tội. Chàng muốn hoàng hậu phải được rèn rũa cả những việc khắc nghiệt. Chàng và tôi vẫn trên yên ngựa, dừng ở một góc trường xử. Giết quan triều đình không phải là tội nhẹ. Ta muốn nàng mạnh mẽ lên. Khi ấy nắng lên đến lóa mắt, và tôi nhìn thấy lưới sông đúng là lưới sông chàng đang bị trói giật cánh tay trước mặt chàng và mấy người nữa cùng bị trói như chàng là đội cung tên tội của họ được ban chết bằng cung tên đôi tay mạnh mẽ đã trèo thuyền lướt trên sóng đôi tay đã vớt tôi từ dưới nước thẻ bài đã ném xuống tôi lắc mình nhảy xuống khỏi yên ngựa tôi thét lên dừng tay nhưng mũi tên đã ra khỏi cung tên tôi chạy lao lên bằng tốc độ của sự tuyệt vọng tôi lao lên không nhớ gì cả ngoài dòng sông lạnh nước sông quá lạnh và liều cỏ đã cứu tôi để tôi có thể gặp lại chàng đức vua của tôi hoàng tử bạch mã của tôi chàng không thể mang tội giết chết ân nhân mà tôi đâu có nghĩ được gì nhiều tôi vẫn nghe rõ tiếng chàng hạ lệnh phía sau giữ hoàng hậu lại nhưng tôi là cánh chim tự do tôi lao lên như mũi tên vàng mũi tên vĩnh viễn cắm sâu vào ngực chàng suốt đời suốt kiếp gương mặt chàng ánh mắt chàng là niềm kêu hãnh của tôi Bạch Mã Hoàng Tử Tôi giang tay ra chắn mũi tên Đang lao thẳng vào ngực lưới sông Mũi tên xuyên qua tim tôi Ngọt như cánh diều Mà Bạch Mã Hoàng Tử đã thả bay lên bầu trời Vào ngày đại hỷ để đón tôi Tôi ngã xuống trong vòng tay của Đức Vua chàng gào lên thống thiết cứu giá hãy cứu giá chàng ôm chặt tôi tấm thân đã bị mũi tên xuyên qua với tốc độ mạnh hơn cân lốc tại sao tại sao nàng lại làm như vậy tôi thì thào chàng ấy đã cứu thiếp chàng ấy là người tốt xin bệ hạ hãy tha tội chết cho chàng ấy lưới sông gào lên Nàng thê Sao nàng lại làm như vậy Ta thả chết Tôi nói với đức vua Thiếp Có tội với chàng Thiếp vốn muốn sống cùng chàng Suốt đời suốt kiếp Hẹn chàng Hẹn chàng Thiếp vốn muốn lập phi cho chàng Đã cho người vẽ ba bức tranh chàng hãy cho gọi chắc hoàng người thứ nhất là em gái lưới sông là thủy mạc hãy lập hậu hai nàng kia chính là chính là nhưng tôi đã bay lên cao trong ánh nắng rực rỡ của kinh thành tôi ngơ ngác nhìn thân xác mình đang trong tay bạch mã hoàng tử chàng vật vã gọi tên tôi thiên xuân hoàng hậu nàng thê là nàng đã bỏ ta nàng đã bỏ ta các bạn vừa nghe xong phần 14 câu chuyện của nàng thê chuyện dài của nhà văn võ thị xuân hà mời các bạn đón nghe phần tiếp theo cảm ơn các bạn đã lắng nghe